Xin kính chào quý vị khán giả, Đào Duy và Kim Quý rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trong khi cả hệ thống chính trị tất bật chống dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, trong khi nhiều người dân sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với người nghèo bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, và trong khi nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, bác sĩ đã hy sinh quyền lợi của bản thân lao lên tuyến đầu chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho người dân, thì buồn thay, vẫn có những kẻ lợi dụng bệnh để trục lợi, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội, có thể được xem là điển hình của trục lợi từ dịch bệnh khi cùng với 6 thuộc cấp và đồng phạm nâng khống giá trị gói thầu mua sắm thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Cá nhân của ông Cảm biết rất rõ nhiệm vụ của mình và CDC Hà Nội là tuyến đầu trong phòng chống COVID-19 với các nhiệm vụ là sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố những người nhiễm bệnh. Trách nhiệm lớn lao như thế, vinh quang như thế. Vậy mà vì lòng tham, ông Cảm đã vô cảm trước sức khỏe và tính mạng của nhân dân để trục lợi vung vén cho cá nhân của mình. Câu chuyện trục lợi từ dịch bệnh này một lần nữa sẽ được đề cập trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi. Và trở lại với chương trình, như thường lệ chúng tôi vẫn sẽ mang đến tất cả quý vị những thông tin về đời sống, văn hóa, xã hội, dân sinh trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Hóa, hai người tử vong do uống rượu có độc tố cyanua. Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 19 vụ trộm tài sản. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, trục lợi từ dịch bệnh, tội ác không thể tha thứ. Giải cứu bầy ngựa 18 con mắc kẹt dưới vũng bùn. Mở đầu chương trình là thông tin cập nhật mới nhất về vụ việc liên quan đến hai người chết và hai người bị ngộ độc sau khi uống rượu gây rúng động Thanh Hóa. Thưa quý vị, mới đây công an tỉnh này bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất cyanua có trong rượu. Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4 có 7 người tập trung dùng bữa trưa tại địa chỉ khu 4 đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trong bữa ăn có sử dụng rượu. Sau khi dùng bữa trưa, ngoài ông Đặng Phạm Viên, 53 tuổi, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, còn có ông Nguyễn Văn Thọ, 39 tuổi, ở khu tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Á Âu và một người tên Xuyến cũng bị ngộ độc do có thử rượu. Ba người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Viên sau đó đã tử vong, người tên Xuyến bị ngộ độc nhẹ. Cũng vào thời điểm trưa ngày 20 tháng 4, tại nhà riêng bà Lê Thị Phương, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, có 6 người khác cùng ăn trưa. Chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh, 46 tuổi, cũng uống loại rượu như ông Viên uống và đã tử vong. Công an Thanh Hóa nhận định ban đầu, do mâu thuẫn vợ chồng nên ông Minh nảy sinh ý định đầu độc bà Phương cùng mọi người ở công ty Á Âu. Sau khi bị phát hiện, ông Minh đã uống chất độc để tự sát. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội giết người. Ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sát cung cấp truy tố đối tượng Lê Xuân Sang, 43 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc về tội trộm cắp tài sản. Trong lúc lau dọn bàn thờ thì Sang phát hiện bên trong bức tượng có 7 cây vàng của mẹ vợ nên đã cuộn sạch. Theo lời khai của Sang, trưa ngày 16 tháng 2, trong lúc giúp gia đình bà M, 88 tuổi, là mẹ vợ của Sang lau chùi bàn thờ để chuẩn bị cúng trầm thăng diên, Sang phát hiện bức tượng trên bàn thờ nặng bất thường. Đợi đến thời điểm bà M đi nghỉ trưa, Sang lấy túi nơ vít mở tượng này ra thì phát hiện bên trong có một hộp nhôm chứa một túi vải, đựng 7 thẻ vàng SJC và một tờ giấy biên nhận mua bán vàng có trọng lượng 7 cây. Sang đã lấy số vàng này mang vào tủ quần áo trong phòng ngủ của y cất giấu. Khoảng một tháng sau, đối tượng này mang tài sản chiếm đoạt được của gia đình bà M về rẫy của gia đình Sang tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đào lỗ chôn dưới đất cất giấu. Từ lời khai của Sang, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên. Tiếp theo cũng là một sự việc trộm cắp tài sản hy hữu gây hoang mang dư luận xảy ra trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, trong lúc đi làm, nữ công nhân mang theo vàng vì sợ bị mất. Khi tan ca, nạn nhân ra mua đồ trước công ty thì bị kẻ gian rạch túi lấy mất 5 cây vàng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1972, hiện đang làm công nhân, vừa bị kẻ gian rạch túi lấy mất gần 5 cây vàng cất trong túi áo khoác. Trích xuất camera an ninh vào lúc 4 giờ chiều ngày 21 tháng 4, tại khu vực hiện trường là ngôi chợ công nhân tự phát Đông Đúc gần công ty Bohuat, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương.
Khi nạn nhân dừng mua dưa leo thì có nhiều đối tượng, trong đó có hai nữ quái tình nghi áp sát từ xung quanh và phía sau. Theo bảo vệ công ty Bohuat, qua hình ảnh camera quay lại thì hai đối tượng nghi vấn không phải công nhân công ty này. Theo lời nạn nhân, tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài phút. Khi về nhà, chị bàng hoàng phát hiện bị rạch túi lấy mất 21 chiếc vòng, một dây chuyền, 3 nhẫn vàng 18, một đôi bông tai, tổng trị giá gần 5 cây vàng. Được biết, đây là số vàng vòng tích góp trong suốt 7 năm làm công nhân của hai vợ chồng, sau khi rời miền Tây lên Bình Dương mưu sinh. Cũng tại Bình Dương, công an huyện Dầu Tiến đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Văn Sau, sinh năm 1995, Nguyễn Thống Thiện, sinh năm 2000, Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2000, Nguyễn Tấn Hùng, sinh năm 1993, Vũ Văn Quân, sinh năm 1994, cùng ngụ huyện Dầu Tiến, và Phan Văn Hào, sinh năm 1994, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, nhóm các đối tượng trên đã gây ra tổng cộng 19 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn xã Long Hòa, Long Tân, huyện Dầu Tiến. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 9 xe máy các loại, 2 xe lôi, 1 xe đạp điện, 7 điện thoại di động. Qua xác minh, lực lượng công an đã tạm giữ 5 đối tượng và thu hồi nhiều tài sản, vật chứng liên quan vụ án để xử lý. Thưa quý vị, chuyên mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay tiếp tục câu chuyện đang gây xôn xao dư luận. Đó chính là câu chuyện về vụ án trục lợi từ mua thiết bị chống Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội. Theo đó, hệ thống máy xét nghiệm Real-Time PCR phòng chống Covid-19 khi nhập vào Việt Nam có giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình mua bán lòng vòng đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì giá trị đã lên đến 7 tỷ đồng. Con số 2,3 tỷ và 7 tỷ được khẳng định bởi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an. Cho đến nay, dù hành vi ban đầu mới xác định là cấu kết, thông đồng, gian lận, nâng giá thiết bị và tội danh là vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng không khó để đoán được sẽ có tội danh mới được khởi tố bổ sung. Ngày 23 tháng 4 năm 2020, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm trong việc chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm Covid-19. Các bị can này có hành vi móc ngoặc thổi giá thiết bị vật tư y tế. Cụ thể, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua sắm một số hệ thống real-time PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm real-time PCR phòng chống Covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập. Thưa quý vị, không chỉ Hà Nội mua thiết bị xét nghiệm real-time PCR giá cao, còn một tỉnh nữa đã mua thiết bị này giá rất cao và cơ quan điều tra cũng đang vào cuộc làm rõ. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thiết bị real-time PCR của hãng Quyen Đức đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng mua bán hôm ngày 1 tháng 3 năm 2020 với giá trên 8,4 tỷ đồng. Tìm hiểu quy trình cho thấy thiết bị này được Quảng Ninh mua theo hình thức chỉ định thầu. Đến ngày 23 tháng 3, sau cuộc làm việc của C03 với Sở Y tế đã ký phụ lục hợp đồng giảm giá thiết bị này xuống 7 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết họ mua thiết bị với giá 5,2 tỷ, tức có thể là giá đã được đàm phán giảm thêm một lần nữa. Không chỉ có Quảng Ninh, một tỉnh lân cận Hà Nội mua với giá 6,2 tỷ, sau đó đàm phán giảm xuống còn 5,4 tỷ. Trong khi, theo một chuyên gia về thiết bị y tế, giá nhập khẩu đến cảng Việt Nam của thiết bị này chỉ là 2,3 tỷ. Tính cả chi phí bảo hành, bảo trì trọn đời và các chi phí liên quan mới lên đến 3 tỷ. Một bệnh viện tư ở Hà Nội cũng mới mua hệ thống tương tự với giá 3,5 tỷ. Hệ thống Real-Time PCR tự động là tổ hợp các máy tách chiết phân tích kết quả xét nghiệm đã được nhiều địa phương mua sắm trong thời gian qua để phục vụ nhu cầu xét nghiệm Covid-19. Trao đổi với báo chí, một số địa phương cho biết họ mua hệ thống máy Real-Time PCR với giá rất thấp. Có trường hợp như tỉnh Quảng Trị chỉ mua với giá 1,45 tỷ đồng. Cụ thể, theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, qua theo dõi thì nhận thấy hệ thống máy Real-Time PCR do CDC Quảng Trị mua giá tương đối thấp, chỉ 1,45 tỷ đồng, trong khi một số địa phương ở phía Bắc mua với giá 3 tỷ đồng, CDC Hà Nội được mua đến 7 tỷ đồng.
Vâng, thưa quý vị, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi là hành vi không thể chấp nhận được. Pháp luật luôn dành cho những kẻ trục lợi chiếm đoạt tài sản những hành vi thích đáng cho tội danh này. Nhưng trục lợi trong điều kiện dịch bệnh thì càng phải xem như là một tình tiết tăng nặng và cần phải xử lý thật nghiêm để làm gương. Và tôi tự đặt một câu hỏi rằng còn bao nhiêu cán bộ như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, còn bao nhiêu cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát bệnh tật cho người dân đã mua thiết bị y tế phòng dịch với giá trên trời? Và còn bao nhiêu kẻ lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất và mua bán thiết bị thuốc men giả? Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc rốt ráo và quyết liệt để những kẻ bán rẻ lương tâm, mờ mắt vì đồng tiền phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và để công cuộc chống dịch như chống giặc đang thành công với nhiều tín hiệu tích cực không bị ảnh hưởng vì những con sâu như ông Cảm. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đồng Tây chuyển động. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì tất cả các quận huyện trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Cán bộ từ các tổ dân phố đã đến từng hộ để lên danh sách người được nhận trợ cấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để đảm bảo rằng là không lọt, không sót đối tượng thụ hưởng nào. Tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch khi không có thu nhập. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rửa cái xe, bơm xe đạp, bơm xe máy, ngày thì được 30-40. Là người lao động tự do, ngoại tỉnh, nhưng gia đình anh Tùng cũng nằm trong danh sách được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh của chính phủ. Cả ba người trong gia đình anh đều làm việc cho cửa hàng dịch vụ ăn uống nên đã phải nghỉ việc từ tháng 3. Dù chưa biết mình sẽ được hỗ trợ bao nhiêu, nhưng đó là niềm vui rất lớn với gia đình anh lúc này. Bây giờ ở nhà thì cũng là mình con nhỏ, nên là các thứ bây giờ nó cũng là đưa ra sự khó khăn và hạn chế rất nhiều. Bây giờ cũng thôi, trước cửa là thôi là ăn 3 bữa, bây giờ ngày nó chỉ có 2 bữa. Tuy nhiên, công tác rà soát nhóm đối tượng lao động tự do ngoài tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do số lượng lớn. Chỉ tính riêng địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đã có gần 3.000 người. Đối tượng này không có quan hệ lao động và khó xác định được công việc của họ. Vì vậy, trong quá trình rà soát, tổ dân phố 13 phải đề nghị hỗ trợ thêm đối tượng vào danh sách thụ hưởng. Thấy thành phần mà ví dụ như là không trong cái quy định của nhà nước, ví dụ như là bán thuê quần áo này, hoặc là những phu hồ mà thợ xây dựng ấy, làm thuê xây dựng này, hoặc là những công dân mà rửa xe ấy, tổ dân phố là cũng ghi. Theo thống kê từ các quận huyện, trên địa bàn thành phố sẽ có khoảng 50.000 hộ nghèo, cận nghèo, hơn 88.000 người có công và hơn 182.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Các đối tượng này sẽ sớm được chi trả tiền hỗ trợ vào cuối tháng 4 này và đầu tháng năm tới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Vietnam Airlines và công ty cổ phần Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup vừa đề xuất lên Bộ Y tế chương trình tri ân những chiến binh áo trắng. Đề xuất này như là một món quà tri ân đặc biệt dành tặng cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, những người đã trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cụ thể, hai bên sẽ dành tặng 5.000 kỳ nghỉ trọn gói gồm một cặp vé máy bay khứ hồi, hành trình nội địa và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm dành cho tối đa 4 thành viên trong gia đình ngay sau khi Việt Nam công bố hết dịch trên toàn quốc. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ đại thọ 10.000 vé máy bay khứ hồi, tương đương 5.000 cặp vé, đồng thời giảm 75% giá vé máy bay cho tối đa 2 người đi cùng mỗi y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Vinpearl dành tặng 10.000 đêm villa tương đương 5.000 chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm dành cho 4 thành viên trong gia đình tại các quần thể du lịch nghỉ dưỡng trên toàn hệ thống. Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ triển khai chương trình trong 6 tháng kể từ thời điểm chính phủ Việt Nam tuyên bố hết dịch trên phạm vi cả nước và không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2021. Cũng trong ngày 23 tháng 4, ngành đường sắt bắt đầu chạy đôi tàu khách thống nhất là SE1, SE2 trên tuyến Bắc Nam. Tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút. Chiều ngược lại, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 21 giờ 55. Các chuyến tàu này gần kín chỗ sau khi các tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội. Điều này cho thấy tàu hỏa vẫn là một lựa chọn thiết yếu của nhiều người dân. Tuy nhiên, khách đi tàu bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế và các quy định khác. Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tần suất khai thác tàu khách lên 3 đôi một tàu một ngày, gồm các tàu SE1, SE2, SE3, SE4 và SE5, SE6.
Các đoàn tàu này trước mắt chỉ dừng ở các ga lớn gồm Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và ngược lại. Với tàu địa phương dù được khai thác mỗi tuyến một đôi tàu một ngày, nhưng trước mắt đường sắt chỉ nối lại tuyến Hà Nội Vinh và tuyến Hà Nội Hải Phòng. Hành khách mua vé tàu tuyến Hà Nội Vinh sẽ được giảm giá từ 10 đến 30%. Tiếp theo chương trình sẽ là những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, một đàn voi rừng gồm hơn 50 con đã tổ chức hành quân qua một con đường ở Thái Lan. Một cảnh tượng thật là hiếm thấy. Xin mời quý vị cùng chứng kiến. Mới đây, một đàn voi gồm 50 con xuất hiện từ rừng rậm và bước đều qua đường cao tốc ở tỉnh Chasen Sao. Cảnh quay ngoạn mục cho thấy hàng chục người dân địa phương đã tập trung ở hai bên đường để theo dõi các sinh vật to lớn. Một số sĩ quan cảnh sát cũng đến để đảm bảo những con voi di chuyển đến khu vực rừng rậm lân cận một cách an toàn. Các kiểm lâm viên đã theo dõi những con voi qua vùng hoang dã vào ban ngày, sau đó nhanh chóng chặn đường để ngăn chặn mọi tai nạn. Tiếp theo sau đây cũng là một cảnh tượng hiếm thấy và đầy tính nhân văn khi mới đây, những người lính cứu hỏa Trung Quốc đã giải cứu thành công 18 con ngựa bị mắc kẹt ở một vũng bùn. Họ đã làm cách nào để giải cứu chúng? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn video ngay sau đây. Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Tháp Thành, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Đoạn video cho thấy 18 con ngựa bị mắc kẹt ở một vũng bùn và không thể leo lên bờ. 10 lính cứu hỏa đã đến hiện trường để làm công tác giải cứu. Họ cột dây vào bụng từng con ngựa rồi cùng nhau kéo chúng lên. Do các con ngựa bị lún trong bùn khá lâu nên đất đã khô khiến cho việc giải cứu càng thêm khó khăn. Thậm chí họ phải dùng đến xe máy kéo hỗ trợ. Sau 3 giờ đồng hồ, đội lính cứu hỏa đã giải cứu xong 7 ngựa. Được biết, những con ngựa bị kẹt dưới bùn khi đang uống nước. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường. Đừng chủ quan, dịch vẫn rình rập ngoài kia. Tại Bình Dương, truy tố 4 phụ nữ giết người giấu thi thể trong bê tông. Tại Cà Mau, chập điện thiêu rụi nhà dân, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Chuyên mục chuyện ngày mới, màn ánh điện thắp sáng tuyến đường biên. Việt Nam đã chính thức ngừng cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc từ ngày 23 tháng 4, trừ vài huyện vẫn còn ổ dịch để người dân dần quay trở lại với cuộc sống bình thường. Cùng với quyết định này, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều lần là việc Việt Nam cần phải nhận thức được mình đang sống trong trạng thái có dịch và vui mừng nhưng mà phải luôn cảnh giác, vui mừng nhưng phải có bước đi cách làm phù hợp. Tuy vậy, được tháo củi sổ lòng sau 3 tuần thì rất nhiều người dân đã đổ ra đường để uống cốc cà phê, để ăn bát phở sáng hoặc là gặp gỡ bạn bè mà dường như quên hẳn nguy cơ đang chờ chực. Theo ghi nhận, từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 23 tháng 4, ngày đầu tiên sau khi hết cách ly xã hội, nhiều quán nhậu trên địa bàn Hà Nội đã đông khách trở lại, mặc dù có khuyến cáo tránh tụ tập đông người để chủ động phòng dịch Covid-19. Nhiều nhóm người ngồi sát nhau, thậm chí không đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19. Nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang, ngồi sát nhau. Khi được hỏi về việc tụ tập ngồi sát nhau tiềm ẩn nhiều nguy hiểm giữa mùa dịch bệnh, hầu hết thực khách đều từ chối trả lời. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng đầu tiên sau khi hết cách ly xã hội, nhiều người đã ra đường tìm quán ăn sáng, cà phê. Không ít bạn trẻ bắt đầu chủ quan khi ngồi ở nơi công cộng, công viên mà không đeo khẩu trang. Cho đến thời điểm hiện nay, tất cả những gì loài người có trong tay để chống lại đại dịch toàn cầu này chỉ là ý thức bảo vệ chính mình và hệ thống y tế mong manh có thể quá tải bất cứ lúc nào. Không có vaccine, chưa có thuốc đặc trị và không có phép màu nào cả. Chỉ cần một người mất cảnh giác, dịch sẽ len vào và với sự lây lan âm thầm nhanh khủng khiếp của nó, chẳng mấy chốc một cộng đồng sẽ bị phong tỏa để chống dịch. Kể từ khi bùng phát vào tháng 12 năm 2019 tại Trung Quốc, Covid đã dạy thế giới nhiều bài học như vậy. Không ai ngờ được, sau Trung Quốc, Hàn Quốc lại trở thành ổ dịch. Khó ngờ hơn, sau đó lại đến châu Âu và sau đó nữa là nước Mỹ. Gần với Việt Nam và gần đây nhất, Singapore cũng là một ví dụ điển hình. Từng là hình mẫu chống dịch của thế giới, chỉ trong 3 ngày, Singapore bỗng trở thành ổ dịch với hơn 3.500 ca bệnh mới xuất hiện. Điều Việt Nam tránh nhất bây giờ chính là đúng hầu hết mọi việc. Phải nhớ rằng, ngay từ đầu dịch, ý thức được vị trí nhạy cảm của mình ngay sát Trung Quốc có hoạt động giao lưu trọng trải với Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu, sự mong manh của hệ thống y tế và vật tư phòng dịch của mình, Việt Nam đã sớm cảnh giác với dịch một cách cao hơn hầu hết các nước trên thế giới. Việc cảnh giác nào cũng có cái giá của nó,
chúng ta đã trả giá cao để có được an toàn. Chính vì thế, Việt Nam đi qua giai đoạn 1 của dịch với chỉ 16 bệnh nhân, không có ca tử vong. Chúng ta cũng có vẻ đang đi qua giai đoạn 2 của dịch với 268 bệnh nhân và vẫn chưa có ca tử vong. Nhưng không có nghĩa là đợt dịch thứ 3 sẽ không tới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo toàn thế giới và cảnh báo riêng Việt Nam về việc dịch lúc nào cũng có thể quay trở lại. Nhiều chuyên gia cảnh báo vào mùa đông năm nay, dịch còn có thể quay lại một cách mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, kỳ vọng lạc quan nhất vào vaccine đại trà cũng phải trong 12 đến 18 tháng nữa. Vậy thì vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi đại dịch là gì? Một lần nữa, chỉ là chính ý thức của mỗi chúng ta. Hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt, bởi vì dịch vẫn rình rập ngoài kia, và hãy luôn tâm niệm điều đó quý vị nhé. Kính thưa quý vị, chắc là quý vị vẫn còn nhớ đến vụ án bí ẩn khi thi thể hai người đàn ông được tìm thấy trong một thùng nhựa đổ bê tông tại một căn nhà ở ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương gây rúng động dư luận đúng không ạ? Và sau gần một năm thì tới nay, các cơ quan tố tụng đã quyết định truy tố 4 nữ bị can liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này. Bị can cầm đầu là Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, thường trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội giết người. Ba bị can bị truy tố về hai tội giết người và không tố giác tội phạm là Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi, mẹ của Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, quê Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Hai nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh, 50 tuổi, quê Nghệ An và Trần Trí Thành, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, cả hai nạn nhân và bốn bị cáo đều tu tập chung môn phái dưới sự hướng dẫn của Thiên Hà. Trong quá trình tu tập, tất cả phải nhịn ăn, nhịn uống trong 14 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 là ngày 20 tháng 1 năm 2019, ông Linh không chịu nổi nên nhảy cửa sổ căn nhà ở Vũng Tàu bỏ trốn và bị các thành viên phát hiện bắt giữ. Bị Hà và Thành đánh dẫn đến tử vong. Sau đó, nhóm này đã đưa thi thể ông Linh về căn nhà ở Bầu Bàng, Bình Dương và tiếp tục tu luyện. Do thi thể của ông Linh bốc mùi hôi nên nhóm này đã bỏ vào thùng nhựa và đổ bê tông lên. Tiếp đó, nạn nhân Thành vi phạm các quy tắc tu tập nên nhóm này đã thống nhất giết Thành bằng cách chích điện vào người nạn nhân, dùng dây siết cổ đến chết rồi bỏ vào thùng nhựa phi tang. Tiếp tục chương trình là thông tin liên quan đến hai vụ cháy nổ vừa xảy ra tại hai tỉnh Cà Mau và Tiền Giang. Mới đây, tại xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau đã xảy ra một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề. Bước đầu, người nhà xác nhận là do chập điện. Vụ hỏa hoạn xảy ra làm hư hỏng nhiều vật dụng trong căn nhà của anh Nguyễn Văn Thừa ở ấp Tân An Ninh A, tỉnh Cà Mau. Ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. Sau khi vụ cháy xảy ra, xã Tạ An Khương Nam đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp. Là hộ gia đình mới vừa thoát nghèo năm 2018, sau nhiều năm tích góp, nay bị hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, hiện gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngay sau vụ cháy, Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng. Xã Tạ An Khương Nam hỗ trợ 1 triệu đồng và 20kg gạo nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Thưa quý vị, tại Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Lý Đông tiến hành dập tắt đám cháy vườn tràm ở xã Tân Lý Đông. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 23 tháng 4, nhiều người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ vườn tràm và cỏ sậy trên diện tích đất của các hộ dân ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng phát mạnh nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp với người dân dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang huy động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ và nhiều thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã lấy nguồn nước từ hồ nước của đơn vị lấy đất làm gạch ở ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước để phun xịt chữa cháy. Đến 20 giờ cùng ngày thì ngọn lửa được dập tắt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Quý vị thân mến, Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài 240 km. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài tuyến biên giới là rất cao. Do đó, việc tuần tra và kiểm soát an ninh ngăn chặn dịch bệnh ở những vị trí vùng biên này lại càng trở nên cấp thiết. Trước thực tế này, tỉnh đoàn Tây Ninh đã triển khai và gấp rút thực hiện hoàn thiện công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới, cũng là công trình chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 của tuổi trẻ tỉnh nhà. Và những việc làm ý nghĩa thiết thực này cũng chính là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện nghề mới ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Trong những ngày qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh đã không quản ngại khó khăn, vất vả, làm việc khẩn trương, cật lực chỉ với một mục đích duy nhất, đó là sớm hoàn thiện công trình, thắp sáng đường tuần tra biên giới, góp phần bảo vệ tuyến biên giới trong những ngày chống dịch COVID-19 như hiện nay. Với cái thời tiết khắc nghiệt nóng bức như thế này, thật sự làm thì cũng rất là khó khăn, với lại đường thì cũng cứng, cũng khó khăn cho anh em, nhưng mà thật sự là khi mà mình góp sức để mình giúp cho những chiến sĩ ở đây thực hiện tốt cái công tác, với lại mình giúp cho bà con có được cái đoạn đường, có xin được ánh sáng để thuận lợi cho công việc đi lại, vận chuyển, thì nói chung là em cũng rất là vui, và nói chung là anh em cũng háo hức hăng say để cố gắng hoàn thành được cái nhiệm vụ. Có bữa chúng tôi làm gì tới 12 giờ trưa với cái nắng trên 40 độ C, nhưng mà các bạn thì rất là hăng hái, sẵn sàng để làm cho hoàn thành cái công trình. Chúng tôi còn có triệu tập một số bạn đoàn viên nữ để làm công tác hậu cần như là tiếp nước, rồi thức ăn giữa giờ để các bạn có thể đảm bảo sức khỏe trong quá trình thi công. Sau hơn một tuần thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 23 km đường tuần tra biên giới. Đoạn qua địa bàn huyện Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng đã được chiếu sáng nhờ những ánh đèn năng lượng mặt trời. Nhờ ánh sáng từ công trình này, công tác tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài của các cán bộ chiến sĩ được thực hiện một cách thuận lợi hơn. Ban đêm cái tầm quan sát đó là nó có phần hạn chế, trước đó là không có rõ, nhưng bây giờ mà thắp sáng và đọc theo cái tuyến đường tuần tra, mình có thể một mình ngồi đây có thể mình quan sát được rất là xa. Mình ở xa mình có thể bố trí đội hình để mình vật mật phục, mình sẽ hợp đồng với các tổ đội là mình đánh bắt nó dễ tầng thuận tiện hơn. Khi mà có công trình đèn đường này thì cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các lực lượng cơ quan chức năng để chống nhiều loại tội phạm. Người dân mà ta đi đường là cũng tránh được đối tượng xấu. Thắp sáng đường tuần tra biên giới là một công trình mà lãnh đạo tỉnh đánh giá rất là cao. Công trình rất có ý nghĩa vì đây là một trong những công trình mà áp dụng cái năng lượng tái tạo điện mặt trời, không chỉ phục vụ cho công tác tuần tra biên giới mà cũng là phục vụ góp phần vào cái an sinh của dân cư khu vực biên giới này. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Tây Ninh cũng sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân để chúng tôi thực hiện thêm nhiều hơn nữa các tuyến đường để giúp cho cái công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là công tác bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường này được thuận lợi hơn. Có thể thấy những ánh đèn sáng trưng trên tuyến đường tuần tra biên giới cũng chính là sự đồng hành, đồng cam cộng khổ của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công tác phòng chống các loại tội phạm, nhất là phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân quý vị nhé. Còn bây giờ, Kim Quý và Đào Duy xin được kính chào và hẹn gặp lại.